Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên cho các bác em phải nói là siêu mẫu các bác nhá. Quá đẹp luôn, dáng ngũ trường, đấu xòe hết bản các bác nhá. Chim bao cho các bác tất cả các loại dàn giáo luôn các bác nhá. Phần 100% này. Đây, quảng cáo cho các bác tí này, động vào lồng này, lắc này. Thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, buổi sáng em treo chim ra để luyện hót các bác nhá, vì là chim nó mới xong lông. Mời các bác ngắm em nó các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái mặt của nó với cái dáng dấp của nó, cái bàn đuôi này các bác này, rất là tuyệt vời. Bác nào muốn có chim chơi, cà phê, dàn giáo thì các bác nhắn tin cho em nhá. Giọng rất là hay luôn các bác. Đây là clip này hót một mình không có mái nhá các bác nhá. Đây, em đang luyện chim nó hót các bạn, đang luyện chim hót buổi sáng. Đấy, khung cảnh em đây. Nhà quê nó chỉ thế thôi các bạn. Hót một mình đuôi cũng muốn xòe này các bạn này. Nói chung em này quá đẹp luôn các bạn. Đuôi rất là to các bạn nhá. Cho các bác xem đầu mặt con này nhé. Con này phải nói nó là con chim trên cả tuyệt vời các bác nhá. Đấu xòe đếm nan các bác nhá. Anh em chú ý là bao tất cả các loại dàn cho các bác nhá. Đấu thoải mái, càng nhiều chim càng thích các bác nhá. Chân đây các bác. Bộ to đẹp, dáng ngũ trường các bác nhá. Hót quá là dã man luôn các bạn, con chim này đẹp chưa các bác. Lông mới tinh các bác nha, còn chưa khô lông các bác nha. Đây em xách lồng các bác xem nhé này. Đấy, nó đang thấy mình xách lồng nó hơi tò mò các bác nhá, đấy. Nhưng nó vẫn hot các bác nhá. Nó không nhảy đâu các bạn, chim rất là thuần luôn. Đặt đây các bác nhá. Đẹp thật sự các bạn. Con này như để dưới đất nó không thích các bạn, em treo lên nhé. Rồi đẹp chưa này các bạn. Đấy. Thôi các bác, clip em được 10 phút nhá. Em xin phép dừng video đây. Chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Đấy, các bác thấy chim chơi quá là ok luôn. Con này bao tất cả các loại dàn đấy các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.